Chào anh em, ai bảo là cứ xe độ thì không đi đăng kiểm được. Cạnh mình đây đang một chiếc xe mà ô tô Gia Huy đang sở hữu, độ hết lên rồi, nhưng mà đăng kiểm vẫn ngon ơ, chạy đến năm sau còn được. Nói chung là bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em chiếc Land Rover Autobiography 5.0 nằm ngay cạnh mình đây, model 2011. Giá thì lại cực kỳ hời ích, chỉ có hơn 1 tỷ thôi là anh em đã có thể sở hữu ngay em nó rồi. Và hãy cùng mình tìm hiểu các chi tiết của em nó ngay bây giờ nhé. Ngay ở phần thiết kế đầu xe thì chúng ta có thể kể đến là trên phiên bản 2011 này, chúng ta sẽ có trang bị cho mình hệ thống đèn chính sẽ là bi xenon có rửa áp suất cao, cũng như là xe đã được độ đèn led ngay dưới gầm, cũng như là anh em để thấy là ở đây chúng ta sẽ có hốc gió rất lớn ở trên chiếc Range Rover Autobiography 5.0 này. Đó. Ngay bên cạnh thì chúng ta có thể kể đến đó chính là xe được trang bị cho mình là cặp la răng phanh đa chấu 22 inch cũng như là phần gầm cực kỳ cao. Chạy sẽ không bao giờ lo về những vấn đề tiếng ồn cả. Xe thì đã được trang bị lên full cam 360 mà anh em có thể nhìn ngay ở đầu xe hoặc là ngay dưới gương đều có thể thấy. Về phần gương xe thì chúng ta sẽ có cho mình là gương điện. Đó, có tích hợp cầu lồi để anh em có thể biết được điểm mù của xe luôn. Xe thì đã có cho chúng ta là bệ chân cố định cũng như là một khoảng rộng cực kỳ lớn mà chắc chắn là một chiếc Range Rover sử dụng chạy thì ngồi cực kỳ thoải mái. Và hãy cùng mình tìm hiểu các chi tiết quan trọng ở ngay trong nội thất xe bây giờ nhé. Tiến ngay vào trong phần nội thất thì chúng ta có thể kể đến là nội thất xe có một màu cực kỳ sang trọng, đó chính là màu nâu hạt rẻ, cũng như toàn bộ phần trần xe được bọc da. Xe đã được trang bị cho chúng ta một cửa nóc ở ngay đây. Điều hòa thì là điều hòa đa vùng, màn hình giải trí đặt ở trung tâm, cũng như tất cả các nút tích hợp được đặt một cách thiết kế vô cùng đẹp ở ngay chính giữa. Xe thì nói chung đây là một dòng xe mà có độ gầm khá là cao, nên khi mà anh em ngồi thì cái cảm giác cảm nhận khi lái sẽ rất chi là tốt. Xe được trang bị cho chúng ta là phần vô lăng được bọc da đan xen phần ốp gỗ đen bóng, có thể thấy ngay ở trung tâm đây, tích hợp với rất nhiều các nút rảnh tay mà chúng ta phải điều chỉnh ở ngay bên cạnh. Chiếc xe thì được trang bị âm thanh giải trí là loa Harman Kardon, thành ra là tất cả mọi thứ về âm thanh giải trí hay là trải nghiệm ngồi lái ở trên chiếc 2011 này sẽ vô cùng là tuyệt vời. Và nhìn qua một bàn gần chung thì anh em có thể thấy là phần táp lô cũng như phần trần xe và tất tần tật các chi tiết vòng quanh xe có bọc da thì đều vẫn còn rất mới, căng phồng và không hề có vấn đề xước sóc gì cả. Một chiếc xe 2011 đã được độ lên body ngoài vô cùng hầm hố và nội thất bên trong thì vẫn còn vô cùng mới. Anh em nghĩ sao với mức giá hơn 1 tỷ đã có thể sở hữu cho mình một chiếc Range Rover nhập khẩu rồi? Hãy cùng mình tìm hiểu không gian chi tiết ở khoang ghế sau xem trải nghiệm ngồi như nào nhé. Ở ngay hàng ghế thứ hai thì điều đầu tiên chúng ta có thể nói tới đó chính là xe được trang bị màn hình giải trí ở hai khu vực ngay đây. Và xe thì đã có cho mình là hàng ghế thương gia ở đây. Nó có thể điều chỉnh được ghế phía trước chỉnh tiến, cũng như là tất cả hàng ghế sau đều có chỉnh điện, tích hợp cả sưởi sấy. Ở ngay hàng ghế này thì đặc biệt hơn, chúng ta sẽ có cho mình phần rèm. Đó, có thể cài lên trên này nha. Bị hỏng đeo cài được. Ok. Và như em thấy thì xe được trang bị cho chúng ta là điều hòa hai vùng, cũng như có thể điều chỉnh khu vực ghế và các thông số điều hòa nằm ở ngay đây với nút ở đây. Đó, ngay trong đây thì chúng ta sẽ có thể cắm tai nghe hoặc là tích hợp thêm việc sạc từ những cái cổng 12V đã được tích hợp sẵn. Chiếc xe thì có thể nói tới là không gian ngồi khá là rộng rãi thoải mái. Và khi chúng ta hạ hàng ghế thứ ba xuống thì sẽ có cho mình khu vực để cốc cũng như là để đồ cơ bản. Xe thì có cốp sau mà khi mà ngồi hàng ghế thứ hai nhìn ra sau thì sẽ rất chi là rộng rãi cũng như là thoáng. Và ở ngay phần bên trên mình thì sẽ có là phần gương trang điểm có tích hợp đèn luôn. Anh em nhìn ngay phần phía sau thì việc bọc toàn bộ trần phun da sẽ tạo ra một cảm giác vô cùng sang trọng cho xe, cũng như không thể kể đến được những cái tính năng mà một chiếc Range Rover Autobiography mang lại, đó chính là cảm giác ngồi rộng rãi, thoải mái và cực kỳ ok khi mà di chuyển những cung đường khó nhằn. Và hãy cùng mình tìm hiểu không gian cốp cũng như là đuôi xe ngay bây giờ nhé. Đến với phần đuôi xe, điều đầu tiên chúng ta phải thấy đó chính là xe đã được trang bị cho mình hệ thống đèn led sau, cũng như là tên của dòng xe là Autobiography nằm ngay đây. Chiếc xe là Range Rover Autobiography phiên bản 5.0 nên là xe sẽ có một khoang cốp sau vô cùng rộng rãi cũng như là thoáng. Xe đã được trang bị cam 360 và anh em có thể thấy phần cam lùi ở thiết kế nằm ẩn ngay đây.
cũng như gắn mưa đã được thiết kế ẩn đi. Đó, và bây giờ mình sẽ mở phần cốp cho anh em xem nhé. Như em có thể thấy thì khoang cốp sau và khoang chứa đồ vô cùng rộng rãi. Với cái khoang chứa đồ này thì nói thật anh em thích để gì cũng có thể để vào được luôn. Đó, ngay dưới đây thì sẽ là phần lốp dự phòng nhưng em thấy vẫn còn mới và chưa sử dụng luôn. Được để ngay dưới đây. Đó. Chiếc xe thì có thể tóm gọn lại bằng những câu như là ngoại hình thì hầm hố, nội thất thì vẫn đẹp và sang trọng với bọc phun da tất tần tật, với 3 màn hình DVD chính. Và cũng như là chiếc xe đây thì có giá cực kỳ hời nữa. Chỉ hơn 1 tỷ thôi là anh em đã sở hữu cho mình một chiếc autobiography của nhà Range Rover. Cực kỳ hời, với những tính năng cực kỳ tuyệt vời ở model 2011 rồi. Hãy cùng mình nhìn qua một vòng quanh chiếc xe trước khi đến phần báo giá cụ thể chi tiết giá chuẩn của em nó, cũng như Odo. Và đó là tất tần tật thông tin chi tiết cũng như là tổng quan về chiếc Range Rover Autobiography 5.0 model 2011 đang nằm ngay cạnh mình đây. Chiếc xe chạy lăn bánh là hơn 7,7 vạn, cũng như là giá của em nó chuẩn là 1 tỷ 150 triệu là anh em đã có thể sở hữu ngay em nó rồi. Nếu như anh em đang có bất kỳ nhu cầu mong muốn nào về sở hữu em nó ngay cạnh mình đây thì có thể qua ngay Auto Gia Huy, địa chỉ nằm tại số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Và nếu như anh em ở quá xa thì cũng đừng có lo, anh em chỉ cần cọc tiền mà chiếc xe này sẽ được di chuyển mọi miền tổ quốc để anh em trong vòng 2 đến 3 ngày mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.